Mời các bạn thưởng thức món đậu que xào giòn ha. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một món ăn mới nữa là đậu que xào giòn với tôm ha các bạn. Để làm món này á thì mình có là 300g tôm với nửa ký đậu que nè các bạn. Với ba tép tỏi, với một chút xíu tiêu, chút xíu đường, rồi với lá cilantro. Và mình có cần một chút xíu bơ để bỏ vô trong tôm cho nó ngon á, với một chút xíu bột thôi các bạn, với bột nêm nữa. Bây giờ mình lặt cái đậu que này ha các bạn. Đậu que này là mình đã rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ mình lặt ha, lặt đầu lặt các bạn, lặt đầu lặt đuôi ha. Rồi sau đó các bạn cắt ra. Nếu không cắt thì để nguyên cái cũng thì cũng được. Còn tôm này á, một chút mình lột ra rồi mình lấy chỉ ra các bạn. Ở băm xong rồi nè các bạn. Rồi dưới đậu que mình cắt xong hết rồi, giờ là tôm cũng vậy, tôm mình lột mình rửa sạch sẽ rồi nè các bạn. Bây giờ mình ướp ha. Các bạn ướp vô khoảng nửa muỗng bột nêm ha. Chút lá cilantro ha các bạn. Với đường, một muỗng đường ha các bạn. Muỗng lên ha. Với chút xíu tiêu. Rồi các bạn trộn lên, các bạn để khoảng chừng 15 phút á cho nó thấm rồi các bạn đi xào ha. Còn đậu que mình cũng ướp nửa muỗng thôi ha các bạn. Bỏ chút xíu tiêu vô. Xíu đường thôi. Vậy là xong rồi các bạn. Bây giờ mình xào các bạn, mình xào tỏi ha. Mình xào tỏi cho vàng rồi mình múc ra ha. Thank you.
vô xào á, hồi nó cháy hết thì nó đen nó đắng. Bạn xào đậu trước nè. Đậu này có con nó có ăn được tôm đó các bạn, cho nên mình phải xào riêng. Đũa mình cũng phải làm đũa khác nữa, phải làm đũa giống như đũa này cây đũa này, đũa là tôm, còn đũa thì đũa đậu. Làm xào này cho nó ấy rồi còn bỏ chút xíu nước cho các bạn đậy lại ha. Ngoài nhà hàng thì nó chiên đó các bạn, nó bỏ dầu luôn, nó chiên xà cái trái cho nên cái đậu của nó giòn lắm. Còn ở nhà mình lửa mình nó không có đủ á, mà với chiên vậy thì ăn nó đập lắm các bạn. Mình đổ chút xíu nước thôi thôi. Đậy lại khoảng 5 phút rồi là nó chín rồi, nó vừa chín tới rồi các bạn tắt lửa được rồi. Bỏ nó ra. Đậu nó chín rồi nè các bạn, mình bỏ miếng tỏi vô ha. Giờ mình vừa bỏ ra ha. Giờ mình xào tôm hả các bạn? Nãy tôm này mình có bỏ chút xíu ớt này vô các bạn. Hay các bạn xào các bạn để lửa lớn rồi cho nó vừa chín tới là được rồi. Thank you.
xíu bột vô ha, chút xíu thôi, không có bỏ nhiều, gắt xương xương bột cho nó áo cái con tôm á. Món đậu que xào giòn của mình giờ này đã xong rồi nè các bạn. Món này các bạn có thể ăn với cơm ha. Các bạn nhìn thấy có ngon không? Đậu que này mình xào giòn, xào mới chín tới các bạn. Bây giờ mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy video mình hay, thích thì các bạn hãy like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Bye bye.